Rồi chào cả nhà nha. Thì hiện tại bây giờ là đang ở nhà của tôi nha. Hôm nay tôi về quê. Đó, tôi xin cái lộc cho cả nhà ông thần tài thổ địa nhà tôi nha. Đó. Thì cái lộc này là mình đi bắt nha, mình hái lộc nha. Đó. Đây, để tôi quay hai thằng tài của tôi cho cả nhà xem nha. Đây anh Thọ đây. Anh Thọ tới giờ hồi tối anh em tôi đi. Giờ tới giờ anh Thọ anh còn tươi tươi luôn ha. Nay thì mình sẽ kêu anh Nhân quay clip là xin 6 trứng. Thì cho các bạn đó bạn. Đâu 6 trứng như vậy? 4 trứng à. Nói chung 6 trứng thì này kiếm với số mùa. Vẫn là 4 trứng nha cả nhà. Đó. Thì tôi xin nhắc lại nha. Tôi xin lọc cho cả nhà nha. Cả nhà lên và cả nhà tự xem và mình tự hái lọc nha. Ai có duyên thì người ta nhận được, còn không có duyên thì thôi cũng đừng buồn nha. Đó. Thì bây giờ nay tôi về quê. Tôi xin ông thần tài ông thổ địa ở nhà tôi nè. Đó, đây tôi quay cho cả nhà xem. Đó. Đó. Thì cái kênh Nhân Trần TV là cũng của tôi nha. Đó, cả nhà lên xem và đăng ký để theo dõi những video, cập nhật những video hàng ngày nha. Đó. Thì tôi sẽ đưa máy cho Thọ quay giùm nha. Đó. Thì cái này là cái ngày 10, tất cả đều có ngày hết nha. Cái lọc này là cái ngày 19 tháng 10 năm 2020 nha. Đó, là đài Bắc nha. Đó. Thì cả nhà ra ngoài Bắc hái lọc nha. Rồi, bây giờ đây tôi cúng hai ổng cái rồi sẽ thực hiện xin lọc cho cả nhà nha. À, chúc cái nhà đi bắt được tài lộc ha. Rồi giờ thì anh Nhân anh cũng đang đốt nhang anh giái cúng và anh xin lộc cho các bạn nữa bạn. Nay thì Thọ cũng khuyến khích anh Nhân, hôm giờ anh Nhân xin 4 số, nói chung là anh em cũng khen quá trời. Giờ thì hôm nay Thọ cũng khuyến khích anh Nhân nay xin 6 trứng cho cái giải đặc biệt của miền Bắc này này các bạn. Miền Bắc phải xin 5 trứng nó mới đúng anh Nhân. Trên tay Thọ đang giữ thêm một cái hộp vịt nữa nha các bạn. Đây trước mặt cả nhà là 4 quả trứng nha, vẫn là 4 quả trứng nha. Tôi dựng là dựng 4 quả trứng nha, chứ không dựng 3 và cũng không dựng 2 luôn đó. Thì những cái trứng nào đứng lên ở những cái con số nào thì tôi sẽ nói lên những con số đó nha. Rồi cả nhà mình tự mình lên và coi xem nghiên cứu rồi mình xin lọc nha, hãy lọc nha. Đó, thì bắt đầu tôi sẽ dựng quả trứng đầu tiên. Đó, là con số 1 đầu tiên nha. Đó, xin dựng số 1 nha bạn. Giờ mình tập trung cho chuyên môn đi. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 5 mà đứng nha các bạn.
Tiếp theo quay chứng 2 nha cả nhà. Đi không vậy, hai anh em mình nói chung là đi mười bữa mười mấy bữa nay dầm mưa không, hai anh em mình ai cũng bệnh hết trơn các bạn. Hiện tại giờ là trước mặt cái nhà là con số 5 nha. À, đã đứng rồi nha. Tiếp theo chứng thứ 2. Thứ 6. Số 7. Số 8. Số 9. Số 0. Đổi chứng nhà. Số 1. Đấy, số 1 đã đứng nha. Số 2. Số 1 đã đứng nha các bạn. Số 3. Số 3 đã đứng nha bạn. Tiếp theo là chứng thứ 4. Số 4. Số 6. Số 7. Số 7. Số 7 đã đứng nha các bạn. Thì mình cũng xin đọc lại luôn. Bộ số hôm nay của anh Nhân sinh là con 5 1 3 7. Rồi anh em cũng tự gặt hái lọc nha các bạn. Rồi, nhà nhớ xem nha. Đây. À 5 1 3 3 7. Đây là anh Nhân nó xin cho đại miền Bắc nha các bạn.
Đó, thì cả nhà lên tham khảo rồi mình xin lọc nha. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Em thằng Tài Thổ Địa này ở nhà tôi nha, ở An Giang nha. Về cận cảnh luôn rồi.